nghiệp xấu. Những người làm bên hội họa vẽ tranh, họ cũng vẽ những bức tranh làm say đắm lòng người. Vậy những họa sĩ đó có bị nghiệp xấu và quả báo xấu như những nghệ sĩ bên âm nhạc hay không? Trong kinh ấy, thì Đức Phật chỉ nói đến trường hợp của những cái người mà làm cái nghề ca hát thôi. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rộng ra, đó là nói về tất cả các cái ngành nghề, tất cả các ngành nghề mà cái sản phẩm của họ đó nó kích thích cái tâm bất thiện của chúng sanh khác, thì đó đều là những cái nghề không có nên, phải xét lại. Xin lấy ví dụ như những người làm điện ảnh, những người diễn viên thì nó cũng rơi vào cái phần này. Rồi họa sĩ thì đương nhiên là cũng rơi vào phần này. Rồi trong những cái giới khác, ví dụ như nhà văn, nhà thơ thì nó cũng nằm trong phần này. Tức là tất cả quý vị có thể bao trọn đó, tất cả những cái ngành nghề mà nếu như mình đưa ra một sản phẩm mà sản phẩm đó kích thích cái lòng tham dục của người khác, hoặc là kích thích cái sự sân hận của người khác, hoặc là kích thích cái sự si mê của người khác, thì nó đều là cái ngành nghề có đi kèm cái nghiệp dữ. Xin lấy ví dụ, có một công ty, nào đó mà họ mở ra, họ bán hàng, và họ quy định là những người nhân viên ở đó đó, nữ thì phải mặc váy cho thật là ngắn, càng ngắn càng tốt, và càng hở càng tốt, để chi? Để thu hút ánh nhìn của những người nam, và ăn nói phải nhỏ nhẹ. Thì họ dùng cái hình ảnh và dùng âm thanh đó để họ thu hút khách hàng. Nhưng mà cái kiểu thu hút đó là nó là tăng trưởng cái lòng tham, tăng trưởng cái dục vọng của chúng sanh khác. Bởi vì như vậy đó, thì nó trở thành cái nghề mà nó đi kèm với cái nghiệp bất thiện. Hoặc là một số người làm những cái nghề mà họ kêu gọi cái sự thù hận, họ ví dụ như cách đây không lâu thì sư có nghe nói là có một quán cà phê đó, họ mở quán cà phê mà họ lấy cái đề tài chiến tranh để mà họ kêu gọi, để họ gợi lại cái lòng thù hận về, hoặc là cái lòng bất mãn về một cái thời kỳ mà chúng sanh phải đổ máu. Thì như vậy đó, những cái kiểu mà kinh doanh như vậy nó đều đem lại cái nghiệp bất thiện ngấm ngầm ở đằng sau trong cái việc chúng ta làm ăn sinh sống. Tuy nhiên đó, nói đi cũng phải nói lại, bất kỳ cái ngành nghề gì nếu như chúng ta làm việc một cách hợp lý đó, thì nó đều đem lại những cái lợi ích. Xin lấy ví dụ như cho quý vị coi. Ví dụ như vừa rồi, thời gian qua thì sư có nhờ một vài cái vị họa sĩ vẽ những bức tranh nhân quả đó. Thì thông qua những cái bức tranh thì chúng ta có thể hiểu hơn về cái vấn đề nhân quả. Đây, đi chờ. Yeah,
Không có hả? Nói chung á là những cái bức tranh mang tính chất là nhân quả để mà cho người ta biết cái bực quá phải mở ra cho quý vị coi. Đây em gì thấy ha, đây đấy những cái tranh nhân quả cũng là họa sĩ ha, nhưng mà thay vì vẽ những cái bức mà đem lại cái kích thích cái lòng tham hoặc tâm sân tâm si, thì mình cũng có thể vẽ những cái bức tranh mà tăng trưởng cái thiện nghiệp. Ví dụ như tôi nhờ vẽ một bức nhân quả, đó là cũng là một việc, nhưng mà một đứa ăn ăn trộm ăn cắp á, mặc dù chỉ là ăn cắp những cái quả cam rất là nó rất là đơn giản, giá trị rất là nhỏ, nhưng mà nó sẽ đem lại cái hậu quả to lớn, đó là nghèo khổ ha, mà lại hay bị mất trộm. Còn cái việc mà mình giúp đỡ người khác giữ gìn tài sản á, mặc dù nó chỉ là cái hành động rất là nhỏ thôi, những cái quả cam quả táo rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó có thể đem lại cái quả báo lớn lao, ví dụ như là giàu có thành đạt, và tài sản sẽ rất là khó bị mất và sẽ được bảo vệ, thấy chưa? Đấy. Rồi cũng cái hành động bố thí, mà chúng ta bố thí bằng cái sự ngã mạn, bố thí mà chụp hình đăng Facebook rồi để mình khoe khoang. Đấy. Thì đời sau kiếp khác á, nó cũng được cũng có tài sản. Cũng ở trong cái hoàn cảnh tốt đẹp, nhưng mà mình trong cái vai trò là cái người trong cái giai cấp thấp hèn, ví dụ như làm cái người phục vụ, làm người hầu, kẻ ở, người ăn kẻ ở, cũng hưởng những cái điều kiện rất là ngon ngọt, cũng ở những cái ngôi nhà rất là cao sang, cũng mặc những bộ đồ rất là đẹp, cũng có trang sức, nhưng mà lại ở cái vai trò thấp hèn. Rồi cũng là bố thí đó, mà chúng ta có sự kính trọng ha, bố thí có sự kính trọng, bố thí bằng tâm từ đó, thì cũng hưởng bấy nhiêu đó hoàn cảnh thôi ha. Toàn bộ tài sản hai cái con người này đó họ hưởng là như nhau, họ hưởng là như nhau, nhưng một người thì được làm chủ, nhưng mà một người chỉ được làm người hầu. Có thể hai con người này đó họ thương nhau như là anh em, họ thương nhau như là anh em, nhưng mà cái vai trò cái địa vị của hai con người là khác nhau. Rồi đối với người mà họ nỗ lực, đối với người mà họ nỗ lực, họ giúp đỡ người khác, thì cái kết quả đó, nếu như người này làm ở thế gian đó thì sẽ làm vua đứng đầu một nước nha. Còn khi mà vị này xuất gia đó thì sẽ mau chứng quả và có thể dẫn đầu một hội chúng. Khi mà mình giúp đỡ người khác thì những con người đi theo này nè là những con người mà năm xưa mình đã giúp đỡ đó. Đấy. Rồi cái người mà biết hàn gắn những cái sự mà tranh chấp, những cái sự tranh cãi, nhờ cái sự hàn gắn đó mà họ có được những cái quả phước, được sanh thiên. Rồi gia đình á thì đông, gia đình rất là đông và rất là hạnh phúc cũng như đoàn kết. Và nếu như vị này làm chủ một quốc độ đó thì cái đất nước đó sẽ là một đất nước là tường đồng vách sắt, không có một ai có thể chia rẽ được. Đấy. Thì ủa chết rồi. Nãy sư mở nãy giờ đúng gì có thấy không? À rồi thấy thấy thấy. Đấy. Thì quý vị xem đó, cũng là họa sĩ ha, cũng là họa sĩ. Nhưng mà mình có thể mình làm những cái việc có ích, mình làm những việc có ích, nhưng mà cũng bao nhiêu đó màu sắc, mình lại có thể làm những cái việc là nó đem lại tác hại. Ngoài ra thì đương nhiên là nó cũng sẽ có những cái tác phẩm mà nó không có ác nghiệp, nhưng mà nó cũng không có thiện nghiệp. Ví dụ như
mình vẽ một cái logo quảng cáo cho một cái công ty nào đó chẳng hạn, thì rõ ràng nó không phải là ác nghiệp nhưng mà nó cũng không phải thiện nghiệp, nhưng mà nó nuôi được cái thân mạng của mình. Và câu hỏi tiếp theo.